cái bài kệ này, mà chúng ta tu tập chúng ta phải coi chừng cái đó. Chừng nào thấy được bất tử rồi chúng ta mới thấy cái lời nói của Đức Phật là đúng. Còn bây giờ thì chúng ta chơi giới, chúng ta có thể nhức đầu, chúng ta có thể sình bụng, ăn không tiêu, nói tới nói lui cũng Đức Phật, ba hồi nói gì, bốn hồi nói gì khác. Nhưng mà khi nhận bất tử thì cái đó nó rõ, nó phải vậy thôi. Và khi mình diễn tả cũng phải diễn tả như vậy, không diễn tả cách nào khác hết. Nếu chúng ta cho cái xác thân là bất tử thì chúng ta sẽ thành ra địa ngục. Mà nếu chúng ta bỏ xác thân đi tìm cái bất tử thì chúng ta sẽ ngạ quỷ súc sanh A-tu-la nhiều trời. Cái đó là cái khổ nhất. Cái câu mà ông Triệu Châu mà hỏi Nam Tiền, hỏi bất tử là gì, tức là đạo là gì, thì ngài Nam Tiền nói bình thường tâm là đạo, tức là con sống cuộc sống hàng ngày, ăn mặc nói làm đi ngủ sống chết, cảm giác, tất cả những cái đó là đạo. Mình nói như vậy con đi tu làm chi, con ở nhà thì con cũng ăn cũng mặc, con nói ai mà không ăn không mặc, không nói không làm thì không đi đứng ngồi nằm, không ngủ thức. Mà thầy nói cái bình thường cuộc sống này nó là đạo thì con đi tu để làm gì? À, vậy thì thầy giải thích lại cho con biết rõ bất tử là như thế nào, niết bàn là như thế nào. Thì ông Nam Tiền nói, nếu mà con dù có ý nghĩa muốn tìm hiểu cái niết bàn thì không còn niết bàn nữa. Nếu mà ta dùng danh từ để giải thích thì đó không phải là niết bàn, đó chỉ là bóng dáng của niết bàn, nếu không phải là tự thân niết bàn. Niết bàn không thể giải thích được. Ông nói nếu không giải thích con làm sao biết đó là niết bàn. Vậy là con sống cuộc sống đời ù cạc cạc ở nhà, sống sinh tử, chết cứ chết thì chết, muốn kéo nghiệp kéo đâu thì kéo. Như vậy con khỏi đi tu, khỏi vào chùa, con chỉ ăn mặc nói làm sức ngủ sống chết như mọi người, như là cái thằng điên vậy, như là người ngủ say chết mộng vậy thôi, được không? Giờ thầy nói không giải thích được, mà không giải thích làm sao con biết đó là niết bàn. Thì thứ chúng ta thì chúng ta cũng phải vậy thôi, cũng hỏi như vậy thôi. Đó là cái thao thức của muôn đời của mọi người, và chính tôi và trước xưa cũng vậy, muốn tìm một cái cách giải thích cho rõ ràng về cái niết bàn, của cái bất sanh bất diệt, không già không chết, không bệnh không đau, trẻ mãi không già, sống mãi mà không chết, nó khỏe mãi không đau. Mình cũng muốn giải thích cái đó ra làm sao, mà đây tới Nam Tiền nó có thể không thể giải thích được. Nếu giải thích thì không còn là bất tử, không còn là niết bàn. Thì Triệu Châu cũng giống như mình, nó không giải thích làm sao con biết đó là niết bàn, con biết đó là bất tử, ngài cũng phải giải thích cho con biết chứ. Thì ông thầy mới nạt, niết bàn bất tử không thuộc gì biết hay không biết. Nếu không biết là địa ngục, còn biết là ngạ quỷ súc sanh A-tu-la người trời. Giờ con muốn cái nào? Con muốn cái nào? Con muốn địa ngục hay là muốn vọng tâm người trời? Thì bây giờ con là người trời đấy. Nếu con biết là con là vọng, còn không biết con là cái đá. Giờ con muốn cái nào, muốn biết hay là không biết? Chúng ta thấy ngay cái câu này chịu cho ngộ, ngộ được cái bất tử. Ngộ được bất tử. Hồi xưa ta vậy, ngộ không phải là chịu cho giỏi hơn mình, nhưng mà giỏi, giỏi ở cái bền. Ngài cứ thao thức về cái bất tử, cái niết bàn, cái không sanh không già, không bệnh không chết, cái trẻ mãi mà không già, cái khỏe mãi mà không đau, ngài tha thiết giống như Thái tử Sĩ Lạc Ta. Thành ra giữa cái câu nói của Nam Tiền, ngài ngộ, ngộ là do ngài nhiều hơn. Ngài đã chín mùi rồi, cái cây nó đã chín rồi thì Nam Tiền chỉ rung nhẹ một cái là nó rụng. Còn mình sống nhăn rung chết màu, nhổ tận gốc bây giờ nó cũng chưa rụng được. Thì lỗi ở mình nhiều hơn. Mình phải tha thiết trong cuộc sống này, mình sẽ thấy được cái đau khổ, thấy được cái khổ đế trong cuộc sống này. Mà tại sao Đức Phật cũng sống mà ngài không khổ, vì ngài khác mình chỗ nào? Ai mới chấm dứt cái đau khổ và chấm dứt như thế nào? Mà tại sao ngài cũng ăn mặc ở bệnh như mình mà ngài không khổ? Ngài cũng bị người ta chửi này kia mà ngài không có tham sân si, tại sao vậy? Ngài được cái gì? Mình phải quay tới quay lui, phải nhìn ngắm vào nó, phải nhấn mạnh vào nó, phải cắn chặt vào nó, phải để cho nó gặm nhấm cho tới tâm tư của mình. Mình phải nhức nhối với vấn đề sanh tử. Tôi thấy chưa, tôi tính quá mà.
Đúng không? Đức Phật hồi xưa trong cung cấm mà Ngài đâu có thấy được cái sanh già bệnh chết. Thế mà Ngài đi qua bốn cửa thành rồi Ngài thấy cái sanh, cái già. Ngài về Ngài đau khổ mấy tháng trời. Rồi Ngài trở ra Ngài đi thấy người bệnh Ngài cũng về đau khổ mấy tháng trời. Rồi Ngài trở ra Ngài thấy cái chết Ngài cũng đau khổ mấy tháng trời. Thế mà mình nhan nhản với người già, với người bệnh chết, mình thấy đi quỷ lão đi vô kia, trời ơi, thấy mấy trăm người già, mấy thấy người bệnh, rồi vô nhà thương thấy người bệnh, người chết. Mình tính quá à. Có người mình làm con người trái lì. Mà đã trái lì rồi làm sao giải thoát. Mình phải thấy sự đau khổ trong đó. Và nếu một ngày mai hay là ngày bữa nào đó mình cũng thể già, cũng sẽ bệnh, cũng sẽ chết, rồi mình làm sao? Mình cũng sẽ khổ như người đó hay sao? Và có thể thoát được cái đó hay không? Mà thưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đã như vậy. Ông Sa Nạc đi theo nó. Ngài ơi, Ngài đừng thấy người già Ngài khổ. Rồi đấy, Ngài một ngày mai Ngài cũng sẽ già như vậy. Thấy người bệnh rên ở bên đường, Ngài nói ngày mai rồi Ngài cũng sẽ rên như vậy. Rồi thấy người vô lò thiêu thì Ngài nói ngày mai Ngài cũng phải lên vàng quả như vậy. Ngài đau khổ. Ngài nói chúng sanh đau khổ, mình cũng sẽ đau khổ. Mà nếu mình thoát được cái đau khổ thì chúng sanh sẽ thoát đau khổ do cái sự chỉ dạy của mình. Rồi thôi sao đi tới cửa thành thứ tư mới thấy một vị sa môn. Ngài mới hỏi ông làm cái gì đấy? Nói tôi đi tu. Đi tu là để làm cái gì? Để trẻ mãi không già, để sống mãi không chết và trẻ khỏe mãi không đau. Ngài nói ố, vậy đi tu có thể tìm được cách giải thoát được cái đó sao nó được, chứ nếu không được tôi đi làm cái gì? Và từ đó cái ý kiến xuất gia của Ngài bắt đầu nó nảy nở. Và Ngài quyết định phải đi con đường đó. Và vì sao môn nói mỗi người phải tìm lấy. Gõ mãi thì cửa sẽ mở. Trải mãi thì nước đá sẽ mòn. Nếu ông bền bỉ thì ông sẽ tìm được cái sanh già bệnh chết. Cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Và cuối cùng Ngài cũng tìm thấy. Thành ra chúng ta thấy hơn nhau chỉ có một sự bền bỉ thôi. Vì tôi nói tu là có một sự bền, kiên nhẫn cắn chặt những cái gì không hiểu biết thì phải nhờ vô sư trí của mình. Thành ra trong kinh mới nói do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Mà không mãi Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta là do Ngài tự ngộ, mà tất cả chúng ta cũng vậy. Đi tính cái giờ phút cuối cùng đó là chúng ta phải tự ngộ. Ông thầy chỉ tạo cái điều kiện giống như con mực mai chặt hết những cái râu của nó, mà nó bám đâu là ông thầy cứ chặt. Nhưng ông thầy không đem tới giải thoát được. Chặt cho đến khi nào không còn một cái râu bám nào nữa hết thì ngay lúc đó đệ tử ngộ. Cái tài của ông thầy là chỗ đó, chứ ông thầy không thể làm cho đệ tử ngộ được, nhưng mà tạo những cái điều kiện. Chúng ta thấy do đó cái vị thiền sư mà khi đặt cái câu thoại đầu đệ tử định giải thích rồi thì tán và vật tán. Giải thích trúng cũng an đoàn, giải thích trạch cũng an đoàn. Tới chừng nào ông đệ tử không còn giải thích được thì ngộ được cái Phật tánh là lợi cái mặt sáng tỏ ra, thì ông thầy ông nhìn vào cái đó, tức là ông phải có chứng đắc, ông nhìn vào cái A Lại Gia, ông thấy ông này đã nhận được cái bất tử. Thì chúng ta coi tất cả những cái mà vị thiền sư ấy thì cũng vậy thôi. Bây giờ đến chúng ta, nếu không có thầy thì chúng ta phải nhờ cái vô sư trí, tức là dồi cái bền bỉ, nhờ cái thanh tịnh vắng lặng, nhờ cái cuộc sống đơn giản. Chính cuộc sống đơn giản này đưa chúng ta đến giải thoát. Thành ra Đức Phật mới nói tam thường bất túc. Tam là ba, thường là luôn luôn, bất là không, túc là đầy đủ. Cuộc sống chỉ có bốn điều thôi. Một là ăn, hai là mặc, ba là chỗ ở, bốn là bệnh. Ăn, mặc, ở, bệnh. Hãy giải quyết vấn đề này một cách đơn giản, chúng ta sẽ đi tới giải thoát. Chúng ta sẽ đi tới giải thoát. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Cái đầu của cái ăn là cái dục. Mà chúng ta dứt được, chúng ta phải ăn một cách đơn giản, nghĩa là đủ có sức khỏe để tu tập. Nếu chúng ta ăn đồ bổ quá dư sức thì sao không thể tu được. Mà nếu chúng ta eo hoặc, chúng ta bệnh hoạn thì cũng sẽ không tu được. Thì cái trung đạo là đừng có thái quá, đừng có bất cập. Mặc cũng vậy, mặc là để che mưa, che nắng cho nó ấm cúng, để mà chúng ta không đau, không bệnh. Ít đau, ít bệnh. Chứ nói không đau, không bệnh là không có vấn đề. Ít đau, ít bệnh. Và đừng có dến vào những cái bệnh nan y, mà nếu ăn kỹ là không có những cái đó. Còn ở thì chỉ nhà lá. Thành ra trong tứ y pháp, ha, tứ y pháp là bốn cái điều để đưa tới giải thoát.
Người tu xuất gia chỉ ăn đồ sinh mà thôi. Chứ sinh thì sao? Thì có gì ăn nấy, không có tự làm mà làm này món này ngon mới để thêm bột ngọt để này kia đi sinh ai cho gì, làm sao mà có mà có gì cho ăn cái nấy thôi. Nhưng mà phải biết đồ nào lành, đồ nào độc. Người tu xuất gia chỉ ăn đồ sinh mà thôi. Những ngày hội thuyết pháp đọc với bổn được ăn tại chùa, tại chỗ. Người tu xuất gia đề mặt, người tu xuất gia chỉ luận giải bỏ mà đâu lại thành áo. Nhưng có ai cúng giải đồ cũ thì được nhận. Nhà đâu có tự làm, tất cả đều ba tánh lo hết. Con người không còn dính mắc sống cuộc sống hoàn toàn giản dị. Mà giản dị vậy là dứt đi cái dính mắc bên ngoài, không có chấp thủ bên ngoài nữa thì mới thấy được cái chấp thủ bên trong. Còn mình vừa chấp thủ bên ngoài vừa chấp thủ bên trong thì trời ơi, bên ngoài đã lăng xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi lỗi thiếu thì chết rồi. Bây giờ dứt những cái lăng xăng rắc rối bên ngoài thì mới thấy được cái tội lỗi bên trong. Rồi từ đó dứt được cái tội lỗi bên trong thì cái mài sẽ không dính mắc. Ở trong yên lặng thì gọi là định, mà ngoài không dính mắc là huệ. Mà phải yên lặng bên trong chứ. Còn ở chỉ là ngồi ở gốc cây. Nhưng có ai cúng am cốc bằng lá một cửa thì được ở. Hết rồi. Còn cái bệnh thì không tự làm thuốc. Chỉ lùm phân quế của bò mà làm thuốc trong khi đau. Nhưng có ai cúng thuốc đường dầu thì được dùng. Thành ra ba điều ăn mặc ở phải thật sự thanh bần đơn giản, thường thiếu thốn. Không phải là thiếu hoàn toàn nhưng mà vừa đủ nhưng hơi thiếu một chút. Chứ gì? Để mình rảnh rang quán cái cuộc sống bất thường này. Chỉ có cái bệnh là đầy đủ thôi. Phải không? Cái cô gì có hổn mà biểu tôi làm cái máy này kia đồ cho micro là cho nhiều để quý sư sống cho nó khỏe, cho nó mập. Chứ ông sư này, mình sư thầy của mình ốm nhom như con còn ma. Mà phải ăn uống cho đầy đủ, phải có micro đều để bốn phía là cho Phật tử nghe. Trời đất ơi, không hiểu cái gì hết mà làm thầy đời. Xuống cốc tôi còn dạy tôi nữa chứ. Mà tôi thì tôi ôm cái giới lực thôi. Thành ra tôi muốn để cái chữ tam thường bất thức đây để nhắc nhở tôi. Tôi gì chắc cũng chưa đâu, tôi là con đười ươi mà. Thì tôi sợ những cái người mà đem đồ đến cho con đười ươi đó. Tôi là con đười ươi, còn cái cô đó là cái người dụ con đười ươi đó. Người Phật tử mà như vậy là giết chết cho ông hướng dẫn của mình. Thì chúng ta phải cố gắng giúp cho các sư giữ giới, để các sư mai đó có thể đắc quả thì mình có người hướng dẫn. Còn mình xúi các sư vào con đường đọa lạc thì mình có lỗi. Và từ nay mất con đường đi của mình luôn. Vì đâu có ai rảnh dòng mấy ông sư. Chứ tử ngoài lo ăn mặc ở bệnh kia là chạy ăn từng bữa tót mồ hôi đó. Còn với sư đâu có chạy ăn gì đâu. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình vô đây đâu còn làm cái gì. Chỉ có tham thiền coi kinh là nghiền ngẫm cái cuộc sống này. Trong cái sanh già bệnh chết này có cái bất sanh, bất già, bất bệnh, bất chết. Chúng ta phải đi cho con đường. Mà muốn đi con đường đó thì phải tam thường bất túc. Ăn mặc ở phải thường hay thiếu thốn. Thì mới có đủ thời giờ để nghiền ngẫm. Thành ra tôi nói thời buổi này là khó tu. Thành ra trong kinh Đức Phật đã tương truyền. Ngài đã đoán trước rằng đời sau đã kinh sách diệt hết. Bộ cũ Thủ Lăng Nghiêm là diệt trước. Sau này chỉ còn 6 chữ A-di-đà Phật thôi. Thì tôi không biết, tôi coi trong kinh tôi thấy điện tôi hơi lấy làm lạ. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu. Thì tôi thấy như Đức Phật nói vậy sao bây giờ kinh càng ngày càng nhiều. Ngài nói kinh sau này diệt hết, bộ Thủ Lăng Nghiêm là diệt trước hết. Chỉ còn lại có 4 chữ hoặc 6 chữ A-di-đà thôi. Chúng ta nương cái đó mà giải thoát. Nương cái đó mà giảng sanh vào cảnh giới tốt. Còn bây giờ xa đọa hết. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi hiểu cái đó. Tôi không hiểu, tôi coi hoài nó Đức Phật tương truyền. Nghĩa là Ngài đoán trước. Về sau tất cả kinh sách được diệt. Mà bộ Thủ Lăng Nghiêm là diệt đầu hết. Còn kinh sách khác thì diệt hết. Không còn kinh nào hết. Chỉ còn có 4 chữ, 6 chữ A-di-đà nương vào đó mà giải thoát. Còn không là xa đọa hết. Tôi coi hoài, tôi nói cái này chắc ở ngoài đời người ta thịa ra, người ta giết vô để mà mấy người tu theo tịnh độ, đưa tịnh độ lên thôi. Nhưng bây giờ tôi hiểu. Kinh mà in ra nhiều chứ không ai coi đâu, không có coi đâu. Ai thấy cũng khoái xin về để trong tủ. Chính tôi đã nhận tôi, bây giờ tôi cũng không có coi kinh nhiều. Coi không có nổi. Cơ thể nó không có khỏe. Ngồi thiền không có lân lân như mọi lần, mới ô nhiễm tùm lum mà chưa không khí, càng ngồi lâu càng khỏe. Bây giờ ngồi lâu chừng nào càng bệnh chừng ấy. Ô nhiễm. Rồi Việt Nam chúng ta bắt đầu có kỹ nghệ quá, công nghệ quá đi, rồi nhà máy mọc lên đầy nhóc hết.
thì giết chết chúng ta. Rồi chúng ta lại có đồ ăn để trong hộp sẵn, đổ nước sôi ăn khỏi nấu cái gì đó. Trời ơi, nó sướng vô cùng. Rồi máy móc bây giờ di tính nó có thể đè nén gì đó, như mấy cô gì đưa cho tôi cái hộp quẹt đó, nó thâu tùm lum cho nó hết. Tôi có biết gì đâu, thằng ngốc mà có biết cái gì. Tôi lấy làm lạ, trời, cái như cái hộp quẹt mà nó thâu băng bao nhiêu kinh sách thì thâu trong đó hết. Thâu làm sao được. Nhưng mà ta làm được, thần thông mà. Mà thần thông thì cản mất cái trí tuệ. Nếu mà chưa đắc trí tuệ, thần thông chỉ dùng cho A-la-hán. Dưới A-la-hán là thần thông chướng ngại con đường trí tuệ. Bây giờ là thần thông. Phật tử giờ thần thông vô cùng. Từ đây mà có thể bắt tới bên Mỹ nói chuyện, có thể thấy hình ở bên Mỹ. Mỗi người có một cái thần thông trong túi. Quá trời quá đất rồi, làm sao mà có trí tuệ được? Làm sao mà giải thoát được? Kinh sách thì in ra cái đống đem vô tủ chứa. Bây giờ kinh sách trong này 500-700 quyển. Mà mấy người xuất gia còn không coi nổi mà. Mấy xuống đây cũng đâu có ai coi đâu. Tôi hồi xưa còn coi chứ tôi muốn thú thật. Bây giờ tôi cũng ít coi. Mà coi tới thì nhức đầu. Coi là nó chán ván liền. Chết rồi. Tôi thấy con đường chết rồi. Tôi thấy biết cái câu mà Đức Phật mà tiên đoán tôi thấy đúng. Đây rồi tiến tới nữa. Một ngày qua họ còn tiến tới nữa. Rồi riết rồi chúng ta chổng cẳng, chúng ta nấu cơm, hoặc chúng ta ngủ, chúng ta nghe băng. Cần gì tới định xá, cần gì nghe ông sư thuyết. Trời đất ơi, bác thiết già ngồi cho thanh tịnh mà nghe, không biết hiểu không nữa, mà ngồi đó nấu cơm, hút thuốc, mà cà lắc mà lại nghe, uống cà phê mà nghe băng mà hiểu, ông nội. Rồi riết rồi chúng ta nói mép, chứ chúng ta không sống được. Nghe không? Rồi giờ chúng ta trở lại thì cái đó tôi tiên đoán là chư Phật tử thấy coi mình phải không. Hồi xưa tôi thấy không có kinh mà coi rất nhiều. Một quyển kinh tôi coi 9, 10, 2, 30 lần. Chính cái duy thức đó mà tôi coi gần cả 100 lần. Coi tới coi luôn. Mà có 2-3 bộ, 2-3 người dịch. Còn bây giờ thôi biết bao nhiêu người viết về duy thức. Mà duy thức giỏm không à. Và thức nhữ như thanh gì đó. Tôi mua hết bộ tôi muốn đem đố. Đem đố. Nếu coi bộ đó là chết. Viết sai. Nó khổ vậy. Còn đường đại duyên nữa, còn nhất hạnh nữa, còn trí quảng liên nữa. Trời ơi, chứ tôi có đủ hết á. Bây giờ hết coi, hồi xưa tôi được mấy cái bộ tôi coi. Nhất hạnh này viết giỏi. Còn thích nghĩ như thanh gì đó thì đúng ra đem đốt là gì. Chứ không khéo cho tôi coi nó lộn xộn á. Viết trạch tùm lum. Mà là trưởng, ni trưởng á. Không phải vừa. Mà là tôi thấy là nói là nó đụng tùm lum. Nhưng cái đó là không nên in. Cũng không nên cho Phật tử coi. Thì giờ chúng ta tiếp tục. Người ta nói như vậy nhưng cũng không phải là không kiến, không truyền thống, không tri, không giới cấm. Nghĩa là giới cấm này kia bác hết. Nhưng mà không phải là không có, phải có cái đó. Hay là chúng ta thấy phải có cái phao nhưng mà rồi giúp bỏ cái phao. Cái phao là quan trọng mà giúp bỏ lại càng quan trọng hơn nữa. Thành là có những thiền sư như là Thiết Na hay là Như Vậy Năng. Không chấp nhận cái phao. Ngài nói đưa cái phao thì dễ, đưa cái gậy xuống thì dễ. Nhưng mà dứt cây gậy của nó rất là khó dứt. Thành ra vô ngay đầu là dứt luôn. Mà tôi thấy làm sao có đó những căn cơ cao. Thành ra cái pháp môn có thành tú vẫn ích lợi. Huệ Năng thì không chấp nhận. Thì chúng ta qua hai cái bài đó. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài. Thời thời hàng phất thức, dập xứ ngã tình ai. Thân thị bồ đề thọ, thân mình có như cái bồ đề. Cái tâm mình nó như là cái đài gương sáng. Thì phải lao trù hoài. Tức là phải dùng pháp đối trị hoài. Còn phải năng dứt. Bồ đề bổn vô thọ. Nếu bồ đề là không có gốc. Nó gốc là nói hiện tượng giới bản thể. Bồ đề làm gì có gốc. Minh cảnh diệt phí đài. Mà cái gương sáng, cái gương tâm mình là cái gương Phật tánh làm gì có đài. Không có cái đài gương. Không có cái chân chói tỏa gương. Nó đâu phải là cái gương, gương nó bao la. Bổn lai vô nhất vật. Từ xưa giờ không có một vật nào hết. Nó chỉ là một cái dùng hào quang rực rỡ. À, xứ ngã trần ai, lấy cái gì mà nhiễm trần ai. Thì mà nghe mà hay, mình khoái quá. Nhưng mà làm sao đi vô đó. Mình nói hồi xưa cũng có chia hai phái đấy. Còn bây giờ hiện thân là Thích Na cũng vậy. Ông bác bỏ hết tất cả pháp môn. Hồi xưa là tôi rất ghét, ông rất thù ông Thích Na. Mình đang tu pháp môn. Ông thì ông chọc bỏ hết pháp môn. Pháp môn là gạt con nít. Thì giờ ông chửi mày là con nít. Mình bực mình. Ông nói pháp môn là đồ ngu. Các ngươi đó là tất cả người nào cũng không có bệnh đó. Mà các ngươi muốn què. Què nó có cây gậy nó dễ đi hơn.
mà thật sự là không có ai què, không có ai đuôi hết, mà các con muốn đuôi. Ông nói nhiều cái đó á, thì ông nói cũng như nói mình què mình đuôi, nhưng mà thật sự mình què mình đuôi thiệt. Mà đó anh ta nói mình giận, mình đuôi từ lúc lọt lòng mẹ cho tới bây giờ vẫn đuôi. Thì cái đuôi của đạo Phật không phải là hai con mắt, dầu có mắt cũng vẫn đuôi như thường. Cái nhìn mà không đúng sự thật mà nhìn con trâu, con chó ra con bò con đó, thì đó là con mắt đuôi. Mà mình vẫn nhìn như vậy, chỉ giật mình thấy cái nhà này là có thật, có hình vuông, có hình tròn, đó là mình đuôi chứ còn gì nữa. Mình thấy có con mắt, có lỗ mũi, mình nhìn mà con mắt thở mà lùi là mình đuôi chứ còn gì nữa. Mà hãy nói là không chịu, khi nào thấy Phật tánh rồi mới thật sự nhận là mình đuôi. Đó đại khái như vậy. Giờ tiếp tục, từ bỏ tất cả chúng, là từ bỏ tất cả những cái chi kiến, những cái truyền thống, những cái chi, những cái giới cấm, phải từ bỏ hết. Ban đầu lấy nó, sau phải bỏ nó hết. Mà cái lấy thì dễ, mà cái bỏ thì khó. Không chấp thủ sự gì, bậc thiện không ý chí, bậc thiện tức là thánh nhân, không ước muốn sanh hữu, không còn tha thiết cái gì hết. Bây giờ chúng ta đi xuống phần số 4, đặc tính của quả dự lưu. Sau đây là đoạn kinh thường thấy trong kinh điển về bốn yếu tố của quả dự lưu: lòng tịnh tính bất động nơi Đức Phật, giáo pháp tăng chúng và thành tựu giới hạnh, được các bậc thánh ái kính. Thế nào là thành tựu bốn dự lưu phần? Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô tượng sĩ điều nguyện tượng phu thiên nhân sư. Phật Thế Tôn là 10 danh hiệu tôi nói hồi nãy, là nhiều danh hiệu của bất bổn sư, tức là Phật Thích Ca của chúng ta, mà cũng là 10 danh hiệu của chúng ta. Hay nói đúng là 10 danh hiệu có cái bất tử, thì nó không phải của Phật không, mà của tất cả mọi người. Khi thấy được bất tử, nó là 10 danh hiệu của bất tử. Mà Phật đã thấy được bất tử 24/24. Còn chúng ta chưa thấy là chúng ta chưa dự phần vào đó. Nhưng chúng ta sẽ dự phần và đang dự phần. Vì ấy thành tựu tỉnh tính bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại, không có thời gian. Không có thời gian tức là không có pháp môn. Đến là thấy thẳng vô đó, chứ không qua trung gian có bất cái gì hết. Vì ấy thành tựu đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vì ấy thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng ta. Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử ưng lý hạnh, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vì ấy thành tựu những giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị bẻ dụng, không bị điểm chấm, không bị ế nhiễm, đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến thiền định. Cái chỗ cuối cùng là không được chấp trước thì đưa đến thiền định. Còn nếu chấp trước là giới cấm thủ ngày người trời thôi. Đó là chúng ta phải hiểu. Tiếp theo, mặc dầu đoạn kinh trên thường được xem là tiêu chuẩn căn bản của quả dự lưu, trong kinh điển còn có ghi các danh sách khác, trong đó tiêu chuẩn về giới hạn được thay thế bằng tiêu chuẩn khác. Thì trong đó chúng ta thấy là kinh Phật, kinh Pháp, kinh Tăng thì nằm trong cái nghi của cái sự thứ ba. Rồi kế đây nghĩa là giới hạnh. Giới hạnh tức là hạnh kiểm của người đó, tức là phải giữ giới đó. Thì giới cấm thêm cái nữa là giới cấm thủ. Tương ưng số 55-32 đi tiêu chuẩn thứ tư như sau: lại nữa, vị thánh đệ tử trú ở gia đình với tâm thoát khỏi cấu quế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở. Thì nhập lưu đó là còn có gia đình nha, chúng ta nên nhớ nhất vãng lai cũng còn có gia đình, tức là cõi người và trời dục giới, chỉ có bất lai thôi. Mình ta nói bất lai mới vĩnh đấy, còn hai kia còn bày hầy, nhưng mà dính trong đó mà không dính mắt. Thì cái bố thí thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Mà con người bố thí tức là cái tâm rộng rãi. Nên ta nói thường thường nói cho là còn mà ăn thì hết đó, là cái ý nghĩa này. Thành ra vì nhập lưu là đối với vật chất, về xác thân và tiền của bên ngoài, các ngài không còn dính mắc nữa. Mới thuộc về vật lý sinh lý mà. Cái tiền bạc này kia là nó thuộc vật lý bên ngoài. Thành ra các ngài rộng tay bố thí. Bố thí mà với cái tâm từ, tức là không có coi người nào mà vuốt ve khen mình cho, và người nào mà cho được chửi mình không cho, thì cái đó là bố thí của người trời. Còn các ngài bố thí mà không có mục đích,
Tương ưng 55:33 ghi tiêu chuẩn thứ tư như sau: lại nữa, vị thánh đệ tử có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ của các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Khi các danh sách liệt kê này được kết hợp lại, chúng ta được một đặc tính diễn tả vị thánh dự lưu: đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Tăng chi 854 diễn tả như là bốn pháp đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho một cư sĩ Phật tử. Lòng tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng ở đây không phải chỉ đơn thuần là sự tin tưởng, sùng tín. Lòng tin ở đây giúp dự lưu đặt sự tín nhiệm, tin tưởng nơi nguyên lý nghiệp quả, nghiệp lý của hành động và hậu quả, như vị ấy đã chứng nghiệm khi bắt đầu nhập vào thánh. Thành ở đây muốn nói là khi nào thấy được cái bất tử đó, thì thấy rõ được cái nhân duyên. Mà nhân duyên quả báo. Mà ở đây chúng ta thấy là nhân duyên quả báo đó thì chúng ta phải hiểu đó. Tức là sự chuyển biến chu kỳ. Và một vị thánh nhập lưu phải thấy luôn cái chuyển biến sát na. Cái này là người trời không thấy được. Người trời không thấy được. Cũng như là chúng ta thấy là chẳng hạn như nước đi. Thì người, cõi người thấy là nước có thể tắm, có thể rửa, có thể ăn, có thể uống được. Nhưng mà cõi trời thấy là lưu ly. Các nhà khoa học đó thì thấy là H2O, là oxy hydro, chứ là khinh khí, dưỡng khí, chứ không có nước. Còn các nhà điện tử thì thấy oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, hydro là 1 điện tử âm, 1 điện tử dương. Thì tất cả những cái thấy này đều là sai lầm hết. Còn đúng thì đúng theo từng hạng chúng sanh. H2O sẽ đúng với các nhà khoa học, mà không đúng với người, không đúng với ngạ quỷ. Ngạ quỷ sẽ thấy nước là máu. Còn nếu là điện tử thì các nhà điện tử thấy là đúng, nhưng những cái chúng sanh khác thấy là sai. Thành ra tất cả cái này nếu nói về cái thực tướng của các pháp đó, thì đều sai hết. Mà nếu nói đúng là đúng theo từng loại chúng sanh. Còn cái thấy thứ hai nữa đó, là tất cả điện tử, tất cả nước, tất cả máu, tất cả lưu ly mà chúng ta thấy nãy toàn chỉ là năng lực thôi. Mà đạo Phật kêu là thức biến, thì cái thấy này mới đúng đó. Mà thức biến là không có gì hết, chỉ có một cái luồng trôi chảy thôi. Chỉ có một cái vùng hào quang thế thôi. Thì cái thấy này phải nhập lưu trở lên để thấy. Đó là những cái độc đáo mà người trời không thấy được. Thành ra mới gọi là thánh. Mới gọi là thánh. Bây giờ các nhà khoa học có thấy được cái này rồi. Nhưng mà mơ hồ, khi phá vỡ điện tử thì nó biến thành không còn cái gì hết. Thì chắc năng trong vũ trụ này thì kêu là lực, còn năng là có cái khả năng có thể, và khi phá vỡ hết cái điện tử rồi thì nó biến thành năng lực. Thì ông Einstein ông tìm thấy đầu tiên, ông mới đề chữ E bằng MC bình phương. E tức là năng lực, energy, M đó là mass tức là vật chất. Vật chất mà nhân với cái tốc độ ánh sáng 300.000 cây số bình phương lên thì thành ra cái năng lực, thành ra tinh thần. Thành ra ông phá vỡ, từ đó ông bắt đầu có bơ nguyên tử. Thành ra cái hay của ông cũng là cái dở của ông, chứ hồi xưa đâu có ai mà giết một cần cái bơ mà giết cả trăm cả triệu người. Từ bắt đầu có đó là mới có cái vấn đề bơ nguyên tử, thế giới mới bắt đầu có đại chiến thứ hai. Rồi thì chúng ta thấy độc đáo, nhưng mà khoa học mới đi có cái bước đầu tiên thôi. Chứ biết là sắc quẩn thôi, còn cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, khoa học đầu hàng. Cái đó không có máy móc nào hết, mà chỉ ngồi bắt chiếc già lại mới đi sâu vào cái đó. Thôi chúng ta tiếp tục. Dạ, nhưng cũng còn dài quá. Vị dự lưu là kết quả của lòng tin kiên cố, nên lực nghiệp quả và lòng từ bi đối với các chúng sanh khác. Vị dự lưu có thể vẫn còn phạm vài học giới nhỏ, nhưng tuệ tri sâu xa của vị ấy đảm bảo sự tuân giữ không thối chuyển của mình đối với các nguyên tắc căn bản của giới đức. Thành ra vị dự lưu có thể phạm những giới nhỏ, nhưng mà phạm mà không phạm, bị những giới đó là những cái phương tiện nhỏ nhặt thôi. Nhỏ nhặt thôi, chẳng hạn như có thể đi đạp các loài thú nhỏ chết, nhưng mà bốn cái đại giới đầu với 13 giới tổ hại tăng tàn các ngài không phạm, tức là sát đạo dâm dẫm thì không phạm. Thành ra vĩnh viễn là các ngài không có sa đọa xuống bốn đường ác. Thì ở đây cái bài dưới là dài đấy, tức là cái thứ nhất ở đây, ngày gia chủ vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: ta muốn sống không muốn chết,
muốn lạc, ghét khổ, nếu ai có đến đoạt mạng sống của ta, một người sống không muốn chết. Thì đây nói về vấn đề sát sanh, mà tôi đã giảng nhiều rồi, thì cũng giảng giống vậy đấy. Tức là mình muốn sống, mình có cha, có mẹ, có anh em, có chồng, có con, thì loài thú nó cũng có. Mà mình muốn an vui, mình không muốn chết khi cha mẹ mình chết hoặc bị ai giết. Khi con cái hay chồng hay vợ mình bị ai giết, mình đau khổ vô cùng. Thì loài thú nó cũng vậy. Nó cũng có cha mẹ anh em, và khi nó chết, cha mẹ anh em nó chết vẫn đau khổ. Vì thế mình muốn an vui, đừng có làm người khác đau khổ. Do đó cái giới thứ nhất là khởi không sát sanh. Nó dài quá, chúng ta tóm vậy thôi. Ai có đọc qua thì biết nó đại khái là như vậy. Đó là cái giới thứ nhất là không sát sanh. Còn cái giới thứ nhì là không trộm cắp. Lại nửa này gia chủ thì thánh đệ tử ni sao, nếu có ai lấy của không cho của ta gọi là ăn trộm, như vậy là việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của người khác thì cũng vậy, mình thấy mình mất của thì mình đau khổ. Ví dụ chứ không đa mình đậu đó mà không cánh nó bay đi, thì nếu mình là giàu có thì mình cũng tiếc chút ít, mà nếu mình nghèo hay mình mượn tiền người ta mình mua cái đó thì chắc đứng mà khóc thôi. Khóc là gì, mình tiếc. Mà nếu giờ mình đi ăn cắp của người ta mình nghĩ gì sao? Mình mất mình đau khổ, người ta mất ta cũng đau khổ. Nghĩ vậy là tuyệt đối là không đi trộm gì của ai. Cái gì có phải xin, hãy người ta cho là tôi vui lòng, mà vui lòng thì không có làm đau khổ người khác. Thì đó là giới thứ hai là không trộm cắp. Thì tôi tóm cho nó ngắn gọn, bởi vì thời giờ mày không có. Thì thứ ba, lại nữa về gia chủ vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao, nếu có ai tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là một việc không khả ái. Thì cũng vậy, đây là giới thứ ba, không tà dâm. Tức là người nam không có vợ bé, người nữ không lang chạ chồng con người khác. Bởi vì khi mình có vợ mà vợ mình lang chạ chồng con người khác, hoặc là mình có chồng mà chồng có vợ bé, thì mình khổ như thế nào. Có người điên đấy, có người điên. Vì thương chồng, vì ghen tuông mà phải đi. Bây giờ mình đi phá hại gia can khác, mình nghĩ gì sao? Do đó tuyệt đối là không có tà dâm. Tức là không lang chạ chồng con người khác, không bao giờ có vợ bé. Đó là điều kiện thứ ba mà vị thánh nhập lưu vĩnh viễn là giữ đó, giữ một cách dễ dàng thôi. Vì giữ cái sự hiểu biết, chứ không phải giữ cái sự đè nén. Hay cái chỗ đó, cái đè nén nó khác, còn cái sự cái hiểu biết nó khác. Đè nén là mình thấy người ta đẹp quá, mình muốn chiếm hữu. Nhưng mình nghĩ như vậy là hại người khác. Hết giờ phải nói. Thành ra tự nhiên là mình không còn muốn chiếm hữu nữa. Đẹp thì đẹp, chứ mình biết cái đó là cái giả dối, là một đống xương thịt thúi thôi, bao ngoài cái lớp vỏ. Mình thấy rõ như vậy, thành ra cái lòng dâm mình không có khởi lên. Đó là chúng ta phải hiểu. Còn cái thứ tư này, gia chủ vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao, nếu có ai làm tổn hại lợi ích của ta với nói láo. Cái này là cái thứ tư là không nói láo, thì cũng giống vậy thôi. Còn cái thứ năm, vị thánh đệ tử nghĩ như sao, nếu có ai chia rẽ bạn bè ta, tức là nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi, bốn cái. Là thân thì có ba, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng có bốn, thì trong này nó nói đủ hết. Thì chúng ta qua, cái này chúng ta quá rành rồi, từ đây thì nó là xuyên suốt về cái này rồi. Tương ưng số 557, này các thì thư bàn tụng đọc, bản tụng đọc này gồm 150 học giới, đúng là 250 ở đây in chiếu á. Chứ không có 150 đâu, là giới của tỳ kheo á. Còn phải đọc nửa tháng một lần. Ở đây này thiện nam tử, muốn được lợi ích học tập bản tụng này, này các tỳ kheo, tất cả được thâu nhiếp làm thành ba giới học. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, chính ba học này các tỳ kheo thâu nhiếp tất cả. Tức là cuộc người tu chỉ có ba cái giới định tuệ thôi, nhưng giới định tuệ của người trời khác, của tứ thánh khác, là cụ túc giới, của Bồ Tát là Bồ Tát giới khác, của Như Lai không có giới. Thì tiếp theo ở dưới là tới bố thí. Thật ra là một đức tính cần có trước khi đắc dự lưu. Tuy nhiên lòng bố thí của dự lưu có thêm những đặc điểm. Một là có năm, một là sang tham. Thế nào là năm? Sang tham trú xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, và sang tham 8 tháng, sang tham pháp. Sang tham trú xứ rất là chỗ ở. Tức là người dự lưu mà còn thích cái chỗ ở đẹp đẽ, chiếm hữu cái chỗ ở, thì người đó không đáng là dự lưu. Tức là như tôi nói nè, ở dưới gốc cây, ở chỗ tạm thôi, để không có dính mắt. Sang tham gia đình, tức là sống trong gia đình, nhưng mà người dự lưu mà có tới 7, 8, 9, 10 đứa con hay là
Út thứ 16 thì người này không phải là giữ luôn một hai người con thôi, tức là vấn đề mà sống gia đình là vấn đề tạm bợ thôi. Sang thăm lợi dưỡng tức là thích ngủ gục, uống cà phê, uống trà hay là hút thuốc mà ghiền tới không bỏ được, người nhập lưu không hề có cái đó. Sang thăm và tán thán tức là thấy ghét, ghét người chê mà thích người khen, nhập lưu không có cái đó, là sang thăm pháp. Tức là những cái hiểu biết của mình về giải thoát mình, không bao giờ đem giảng dạy người khác, sợ người khác hơn mình. Thì nhất là cái pháp này thì nhập dự lưu là không bao giờ có năm cái này. Này các tỳ khưu, có năm loại bố thí này xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm bố thí lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép và bố thí không làm thương tổn mình và người. Rồi tiếp theo, với cái này là cái khó đấy. Tri kiến của dự lưu có liên quan trực tiếp đến trừ khử kiết sử về thân kiến. Tuy nhiên điều đó cũng có liên quan đến các khía cạnh khác của chính kiến. Thành tựu tri kiến là một trong những cao điểm của quả dự lưu. Tác động của thành tựu tri kiến không những ảnh hưởng đến đời sống trí thức mà còn ảnh hưởng đến đời sống tình cảm nữa. Và cuối cùng đưa tới cái tri kiến. Tri kiến là gì? Kiến là cái cảm giác, tri là cái tư tưởng. Chính cái tri kiến này đã tạo ra tam giới. Và chính cái tri kiến này đã đưa chúng sanh luân hồi vào bốn đường ác. Và chính cái tri kiến này đã đưa chúng sanh luân hồi vào bốn đường thiện. Và chính cái tri kiến này đã đưa chúng sanh đi tới giải thoát cho cá nhân của mình. Và chính cái tri kiến này giúp cho người ta chạy trốn nó vào trong niết bàn tịch tịnh. Thì ở lại trong tri kiến mà không dính mắc tri kiến mới đi tới quả Bồ Tát và Như Lai. Thành ra có ngũ phần hương. Thì ở đây cái tri kiến này được viết lại thì cũng còn nửa tiếng. Vậy là ông Thiện Khánh đọc cái này để rồi chúng ta có cái khái niệm, thì tới chúng ta sẽ giảng. Nha, dù cái tri kiến này nó hơi dài nhưng mà thật sự nó rút ra ở trong cái kinh Kosambi á, là các vị tỳ kheo ở sống chung trong đó có hai hội chúng. Một cái hội chúng của vị luật sư, tức là vị này chuyên môn nắm về luật, giảng dạy về luật, nhưng mà pháp thì không rành. Và một cái hội chúng của pháp sư, tức là vị này chuyên môn thuyết pháp, thuyết pháp rất là rành rõ nhưng mà không rành giới luật. Thành ra hôm đó thì ở chung nhau cũng như trong cái tịnh xá, ở chung đó có hai hội chúng, mà hai chúng không biết bao nhiêu, chắc bên cũng mười mấy, hai ba chục, bốn năm chục gì đó, không biết. Thì hai ông thượng thủ này đó, một ông chuyên về giới luật, ông thiên về pháp, về kinh đấy, ông pháp mà ông kinh, kinh thì là gọi là pháp sư. Mà luật đó, chuyên về luật thì kêu là luật sư. Thì hôm đó ông pháp sư này đó, ông đi cầu tiêu rồi, theo cái luật đó là cái ca khi mà rửa rồi đó thì úp trở xuống. Nếu để ngửa lên thì những con trùng dế hay con mũi nó địch ở trong đó, nó đẻ trứng trong đó. Thành ra cái luật là phải úp cái ca ngược lại. Thì cái ông pháp sư này ông không rành, vì ông ít có coi luật, ông chỉ lo coi pháp để ông giảng thôi. Thành ra ông để ngửa lên thì ông luật sư nó bắt lỗi. Thì cái lỗi nhỏ nhặt có vậy thôi. Thì hai ông thì bắt lỗi cho ông này sám hối, bởi vì mình sai mình không biết. Nhưng mà đệ tử nó không chịu. Cái đệ tử mới ngán á. Người ta nói không sợ ông tổng thống mà sợ ông lính á. Ông gặp đồ con của tổng thống mới đáng sợ. Thì ông đệ tử này nó thấy ông này hỉ bán ông thầy, chê ông thầy mình không biết luật gì hết. Rồi luật sư mà chê pháp sư, rồi pháp sư người ta thuyết pháp ào ào mà chê là đệ tử nó đâu có chịu. Nó nói pháp sư là phải đầu hết thầy. Ông giảng pháp này kia, ông nói về tâm lý gì này kia đủ thứ tham sân si, ông chỉ rành mạch hết trơn. Chỉ rành mạch mà không có chứng đắc, giống như tôi vậy. Không có chứng đắc, thành ra còn nổi sân. Thì bắt đầu từ đó là chia làm hai phe. Đệ tử nó tranh chấp, nó chửi nhau, nó đánh nhau bằng cái ngọn lưỡi. Không, trong đạo Phật là không có đánh nhau mà gậy gọc, đánh nhau bằng cái ngọn lưỡi còn đau nữa. Bên ta nó giết người không sợ, mà giết bằng cái ngọn lưỡi mới sợ. Người nữ hồi xưa mà nhất là mấy bà hoàng hậu mà giết mấy ông quan, nó giết mấy ông trung thần bằng cái ngọn lưỡi là ớn. Vô là cái khóe mắt đảo riết, ông vua ông mê mết hết trơn rồi, muốn giết ai là bà tấu vô là giết thôi. Thành ở đây cũng đấu nhau bằng cái ngọn lưỡi. Rồi Phật tử đó, Thiện Tín bây giờ nó chia làm hai phe. Phe nào nó khoái ông luật sư thì nó theo bên đó, nó binh luật sư. Phe nào nó binh pháp sư, binh pháp sư, tranh chấp nhau. Đức Phật hay vô ngày mới vô cản, ngày mới giảng cái bài kinh này. Thì ngài mới nói về vấn đề lục hòa di bảy phần để đưa đến một cái cuối cùng quan trọng nhất là cái tri kiến. Do cái nhận thức,
thì đây nó giống giống như bảy cạm xe. Không, ban đầu vô phải giới thanh tịnh, trong này thì nó giảng lộn xộn, không có thứ tự. Và trong những bảy cạm xe thì vô đầu phải là giới thanh tịnh. Rồi cái thứ hai là tâm thanh tịnh. Cái thứ ba đó là kiến thanh tịnh. Cái thứ tư đó là đoạn nghi thanh tịnh. Cái thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Với cái thứ sáu là tri kiến thanh tịnh. Và cái thứ bảy là vô trụ trước bát niết bàn. Là đạo tri kiến thanh tịnh. Rồi cái thứ tám là vô trụ trước bát niết bàn. À, chúng ta thấy là trong cái này cũng vậy. Thì ngài giảng về lục hòa, tức là thân, khẩu, ý, ha, tri kiến, kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau, tứ sự chia đồng với nhau, sáu cái điều hòa và bảy cái điều này. Thì ngài giảng lần thứ nhất đó thì ngài đi về rồi tăng chúng nó êm thời gian nó làm lại nữa. Rồi ngài trở lại giảng thứ hai rồi tăng chúng êm thời gian nó trở lại nó làm nữa. Lần thứ ba ngài giảng nữa nó đuổi ngài đi luôn. Chúng ta này hồi xưa cũng không vừa đó. Rồi ngài mới bỏ vô rừng. Vô rừng ngài gặp con voi với con sư tử chúa, con voi với con khỉ chúa đang ở trong rừng cũng bị cái đám lục lăng nó làm quá cũng chạy vô rừng trốn. Thì ba thầy trò gặp nhau. Ngài là chúa của tăng chúng, con sư tử, con voi chúa nói là chúa có các con voi, còn con khỉ cũng là chúa của loài khỉ, thì cũng bị loài khỉ, loài voi nó quậy vô thôi. Rồi cuối cùng là thiện tính anh thấy vậy, nó không có ủng hộ mấy hai ông sư nó bỏ đói. Vì bác không thành để, về không cần cúng dường. Rồi cuối cùng là đã đói qua la trời. Trời ơi, nó nói giờ phải vô trong rừng kiếm Đức Phật, chừng nào thỉnh ra nó mới xuất bác lại như cũ, còn không là không. Nó dứt luôn. Thì mới vô trọng kiến ngài, mới năn nỉ ngài trở ra. Đó là cái bài kinh này. Giờ cho Phật tử nghe coi có hiểu không. Giờ ông Thiện Khánh đọc cái đoạn cuối đó, tức là bảy phần mà một vị nhập lưu phải hiểu rõ. Phải hiểu rõ thì chư Phật tử về đọc lại. Đây là điều có trong này hết, nhưng mà chỉ rút phần này thôi. Còn có phần lục hòa, thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, yêu nhau không trái nghịch thì không có. Chỉ rút bảy phần sau này để chứng tỏ là vị nhập lưu hiểu được hết những cái này. Nhưng mà theo tôi thì chưa chứng đắc hết đâu, nhưng mà nắm vững được bảy pháp này và đang trên con đường thực chứng bảy pháp này, thì chư Phật tử đọc tới đọc lui nhiều lần để chúng ta tìm hiểu. Rồi từ tới chúng ta lại bắt đầu đọc lại và chúng ta giải thích sâu vào đây để hiểu được cái quả nhiệt dự lưu. Nó rất là đa diện, tức là nhiều phương diện của một thực tại dự lưu. Rồi cuối cùng chúng ta nắm lại cái mấu chốt, cái ngóc ngách, cái mà yếu điểm của quả nhập lưu như thế nào. Khi chúng ta nhìn cái đa diện rồi, chúng ta phải nắm lại để rồi sau này chúng ta đi vào cái đó, đi vào các thánh quả sau. Thì đó là ý của cái bài này. Cái khó nhất là chúng ta coi tới coi lui, chúng ta nắm được cái nền tảng của quả dự lưu qua nhiều khía cạnh đó, nhưng mà nó có liên quan nhau chặt chẽ. Chúng ta chỉ nắm những cái căn bản, những cái mấu chốt của quả nhập lưu thôi, thì đòi hỏi chư Phật thử đọc tới đọc lui nào, thì chúng ta sẽ hiểu được. Có ôn lại thì bài kinh số 6 chúng ta đã trả lời được câu số 1, giải thích và cho thí dụ về sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn tọa và nhãn ái. Và câu số 2, quán như thế nào để thấy tất cả pháp, 36 pháp là vô ngã. Thì hai câu này chúng ta cũng đã trả lời xong và có câu mẫu. Cái câu thứ 3, giải thích và cho thí dụ pháp quán không của ta, không tự ngã của ta để đoạn diệt thân kiến. Thì câu này chúng ta đã làm nhiều lần, nhưng mà nó không ổn lắm, không rõ ràng lắm. Thì câu này là cái câu mấu chốt, chẳng những cho bài kinh 66 trong 10 câu hỏi của chúng ta, mà theo quan điểm của tôi thì dù nó rất quan trọng cho toàn thể kinh Nguyên Thủy cũng như Tiểu Thừa và Đại Thừa Phật Giáo. Chính câu này mà nó bao gồm và nó phá được 62 tài kiến của ngoại đạo, và từ đó có đạo Phật. Cho nên theo tôi thấy nó rất quan trọng, chúng ta phải cần dừng ở đây để tìm hiểu cho xong, thì mấy câu kia mới dễ dàng hơn. Thì chúng ta có cái quả dự lưu mà trích dẫn tất cả kinh Nguyên Thủy của Phật giáo. Theo Phật giáo thì lúc Phật còn thuyết pháp còn sanh tiền, nó chỉ thuyết được có mấy bộ kinh Nguyên Thủy thôi. Mà ở đây đã tóm hết cái đó mà lấy về cái quả dự lưu thôi, còn mấy cái quả khác thì không có.
thì chúng ta đang học, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Thì chư Phật tử lật cái trang hôm trước đó, tức là trang 17, trong cái biển lớn nè, vài lớn á, tôi đang ghi ở trong này, tôi không có biển nhỏ, tôi không có thăm cứu biển nhỏ, này tôi đang làm lỡ dở. Chúng ta thấy ở đây tri kiến của vị Dự Lưu có liên quan trực tiếp đến việc trừ khử kiết sử về thân kiến. Tuy nhiên điều đó cũng có liên quan đến các khía cạnh khác của chánh kiến. Thành tựu tri kiến là một trong những cao điểm của quả Dự Lưu. Tác động của thành tựu tri kiến không những ảnh hưởng đến đời sống tri thức mà còn ảnh hưởng đến đời sống tình cảm nữa. Thì chúng ta thấy là theo đạo Phật thì thường thường lấy cái trí tuệ là cái tri kiến đó làm căn bản. Nếu có trí tuệ rồi thì tất cả đều thông suốt hết. Thành ra ở đây tuy rằng đặt giới thứ cửu thân kiến, giới cấm thủ dần nghi, thật ra thân kiến thì cũng là cái trí tuệ đó, là trí tuệ thấy rõ về sắc thân. Thì theo ngoại đạo thì sắc thân nó chỉ có sắc vững thôi, còn như cõi trời đó, cõi trời sắc giới thì sắc thân có sắc vững và thọ vững thôi. Đó, tới cõi trời vô sắc thì có tưởng quẩn thôi. Đó, thì dài lên tới hành quẩn và thức quẩn. Thì chúng ta thấy là theo đạo Phật phải năm phần này gom nhóm lại thì mới thành cái con người của chúng ta. Thì nhưng con người này cũng là con người do mê mờ, do vô minh mà có thôi. Thì cái nhìn hiểu biết như vậy là cái nhìn tri kiến đúng đắn thì cũng là tri kiến thôi. Mà nếu có tri kiến thì chúng ta sẽ hiểu được giới cấm thủ, lúc nào nên giữ giới, lúc nào nên tự tại, lúc nào nên trực nhận.